chào các bạn. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cách dùng tinh chất trị mụn nám CA Herbal. Đầu tiên, các bạn lắc đều trước khi sử dụng. Sau đó lấy một lượng vừa đủ, thường là một nhấp tay vào trong lòng bàn tay. Sau đó chấm đều trên da mặt và nhớ massage kỹ để chất nước thấm vào trong da mặt nha. Chai nước tinh chất với các dược thảo đã được sơ chế kỹ với tác dụng hỗ trợ giảm mụn, nám cũng như xây khít lỗ chân lông. Bước thứ hai sau đây dành cho các bạn đang có các vết mụn lớn, ung đỏ, nám hoặc một số bạn lâu lâu mới lên vài nốt mụn đỏ. Các bạn sử dụng thanh chấm mụn nám cấp tốc. Với thanh chấm mụn nám này sẽ giúp cho vết mụn được xẹp đi nhanh chóng cũng như các vết thâm nám được mờ đi. Các bạn đang có thắc mắc gì về sản phẩm, cứ liên hệ trực tiếp đến Nguyên hoặc trang facebook.com/sierherbals để mình hỗ trợ các bạn hiệu quả cho từng trường hợp riêng nha. Chúc các bạn đẩy lùi được nỗi sợ mụn nám thành công. Chào các bạn!